Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn nữ tuổi Tân Mùi. Chúc các bạn có một năm bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tân Mùi của mình trong năm Quý Mão 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn tử vi từng tháng trong năm 2023, mời các bạn cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng. Bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Tân Mùi 1991, nữ mạng là 33 tuổi âm lịch và 32 tuổi dương lịch xét về ngũ hành, thiên can và địa chi. Xét về ngũ hành, các bạn nữ tuổi Tân Mùi, mệnh lộ bàn thổ, gặp năm Quý Mão, kim bạch kim, là sinh xuất. Tuy có vất vả hơn người nhưng vận khí hanh thông, dễ gặp nhiều may mắn cả trong công việc và tiền bạc. Xét về thiên can, Tân gặp quý, bình hòa tốt. Cuộc sống không còn quá nhiều thăng trầm mà tới lúc yên ổn, gặt hái thành quả xét về địa chi, mùi gặp mão, tạo cục diện tam hợp, rất tốt. Ví như gặp được quý nhân giúp sức, công việc làm ăn suôn sẻ, có nhiều khởi sắc cả về tiền bạc và chuyện tình cảm. Đánh giá về sự tương quan, can, chi, ngũ hành, cho thấy. Đối với các bạn nữ tuổi tâm mùi, có thể gặt hái được thành quả, do sự cố gắng của mình, trong suốt những năm tháng trước đó tạo thành. Bạn còn được quý nhân giúp sức nên làm gì cũng suôn sẻ, vì thế nên tranh thủ thực hiện những kế hoạch lớn lao, tham vọng vào thời điểm này dù bạn sẽ phải vất vả hơn bình thường một chút nhưng kết quả sẽ hoàn toàn xứng đáng. Sao chiếu mệnh, trong năm 2023, tuổi tân mùi, nữ mạng bị sao la hầu chiếu mệnh. Thường gây ra những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau, bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 âm lịch và tháng 7 âm lịch. Vận hạn, hạn diêm vương. Nếu bạn là người vốn có thể chất bình thường, không đau ốm thì năm sao diêm vương chiếu mệnh lại là năm tốt tài lộc có cơ hội phát triển, người độc thân có thể tìm được nửa kia phù hợp, có mối quan hệ tốt đẹp. Người có gia đình thì hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Với người đang bị đau ốm, nếu gặp phải hạn diêm vương, bạn nên nhận thức rõ mức độ bệnh tật của mình để điều trị kịp thời và khoa học, tránh tùy tiện dùng thuốc dân gian vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bệnh tình, thậm chí là tử vong. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi tân mùi, nữ mạng, trong năm quý mão 2023 đối với các bạn nữ tuổi tân mùi 1991, bước sang năm quý mão 2023, có vận trình công danh, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tích cực. Công việc của các bạn nữ tuổi này nhìn chung thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên dễ chạm tay vào những cơ hội đáng quý, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn chỉ cần cố gắng hết sức mình, là át gặt hái được thành công. Trong năm này, các bạn nữ tuổi tân mùi gặp được năm tam hợp, hợi mão mùi, phù trợ người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rất dễ khẳng định năng lực được cấp trên đề bạt không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay bạn nên chủ động nắm bắt trong năm cũng có ngủ hành sinh xuất cho nên các bạn nữ tuổi tân mùi cần phải nghiêm túc dồn sức cho công việc thì mới thu được kết quả tốt chỉ cần một chút lơ đễnh thì có thể gây ra những sai sót không đáng có trong công việc của mình sự ràng buộc của sao la hầu có thể gây ra những chuyện thị phi tránh chấp chủ về mồm miệng do vậy các bạn nữ tuổi tân mùi trong năm này cũng cần giữ thái độ cầu thị hòa nhã nơi công sở nên kiềm chế tính cách nóng này của mình để tránh gây ra mâu thuẫn với đồng nghiệp khi có bất đồng ý kiến xảy ra tốt nhất bạn nên giải quyết mọi việc bằng phương pháp hòa bình tránh làm mất hòa khí ngoài ra để nâng cao hiệu suất công việc các bạn nữ tuổi tân mùi cũng nên tham gia nhiều các hoạt động thể thao du lịch có thể mang đến cho bạn nhiều năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng sáng tạo bạn cũng không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng xấu đến tâm trạng trong năm này, đối với những người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng thêm quy mô kinh doanh cũng đều được thu lợi nhuận cao. Có điều trong năm vẫn có điểm báo hiểm khích thị phi do tác động của hung tinh thương quan gây ra. Do vậy, với các bạn nữ tuổi Tân Mùi cũng nên thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc. Đối với các bạn nữ tuổi Tân Mùi trong năm Quý Mão này cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn sẽ có được nhiều trải nghiệm bất ngờ. Bạn có thể cân nhắc đến việc bắt tay vào những mục tiêu lớn lao hơn để tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Mùi, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Các bạn nữ tuổi Tân Mùi, bước sang năm Quý Mão 2023 có vận trình sự nghiệp khởi sắc, giúp vận trình tài lộc tươi sáng hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Bạn chạm tay vào những cơ hội khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong năm này, công việc kiếm tiền của bạn cảm giác dễ dàng hơn, không còn gặp trục trặc vất vả như trước. Mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện và cho thu về lợi nhuận tốt. Với các bạn nữ tuổi Tân Mùi, trong năm này, ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, các bạn cũng có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, buôn bán online hay đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vân vân. Những kênh đầu tư này đều mang tới nguồn tiền thu nhập tương đối lạc quan, giúp cho chất lượng cuộc sống của bạn được cải thiện đáng kể đối với những bạn kinh doanh buôn bán hoặc người làm nghề tự do nên tranh thủ thời cơ để bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước đó cơ hội gia tăng tiền bạc cho mình sẽ không hề nhỏ ngoài ra mức độ chi tiêu về tiền bạc của các bạn nữ tuổi tân mùi trong năm này cũng không quá nhiều thu chi cân đối cho nên bạn tiết kiệm tích lũy được một khoản kha khá yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới của mình về cơ bản đối với các bạn nữ tuổi tân mùi trong năm này công việc diễn tiến khá suôn sẻ kéo theo tiền bạc không ngừng tăng lên tuy nhiên vẫn còn những khó khăn và trở ngại ở phía trước đòi hỏi bạn phải thực sự nghiêm túc phấn đấu hơn nữa đồng thời trong năm này có vận quý nhân xuất hiện dẫn đường chỉ lối cho nên các bạn nữ tuổi tân mùi nên biết lắng nghe những quan điểm kinh nghiệm của đối phương để có thể đúc rút ra những kinh nghiệm bài học đáng quý cho mình đầu năm các bạn nữ tuổi tân mùi nên siêng năng đi chùa chăm phóng sinh làm nhiều việc thiện để thành công trong sự nghiệp phát tài phát lộc gia đình thịnh vượng Xét về phương diện tình cảm của tuổi Tân Mùi, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, đối với các bạn nữ tuổi Tân Mùi có vận trình tình cảm lại không được khả quan cho lắm. Đối với những bạn đang còn độc thân có vận trình tình cảm khá thấp. Vì vậy, với các bạn nữ tuổi Tân Mùi nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm nếu muốn có người yêu trong năm nay. Tuy nhiên, để tránh mắc phải những sai lầm trong tình yêu, bạn không nên nóng vội mà phải suy xét thật thấu đáo để biết được người nào thật lòng và luôn quan tâm đến bản thân mình. Đối với những người đã lập gia đình hoặc đã có người yêu thì cần phải thận trọng với những mâu thuẫn giữa hai người trong năm 2023. Nguyên nhân có thể do bạn quá mức tập trung vào công việc mà không quan tâm tới đối phương. Cách giải quyết là bạn nên dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ tâm sự với nửa kia của mình. Áp lực cuộc sống đôi lúc khiến bản mệnh vô tình rơi vào vòng xoáy tiêu cực lúc nào tinh thần cũng cảm thấy lao lực chán nản và căng thẳng những lúc này bạn nên mở lòng hơn để chia sẻ nỗi lòng với nửa kia của mình đây không chỉ là cách giúp bạn nhanh chóng xua tan mệt mỏi mà còn là cách rất hiệu quả để xây dựng cầu nối giữa hai bên giúp cả hai thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn đồng thời với các bạn nữ tuổi tân mùi nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự chia sẻ tâm tình với chồng mình để giải quyết các mâu thuẫn những hiểu lầm giữa hai người là bậc làm cha làm mẹ hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo đặc biệt trong thời điểm này, thầy phong thủy khuyên các bạn nữ tuổi Tân Mùi hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân hợi mão mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, từ đó hóa giải xung khắc mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời giúp những bạn đang độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm quý mão này. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Mùi, nữ mạng trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, theo tử vi cho thấy, đối với các bạn nữ tuổi tân mùi, về phương diện sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc rõ rệt. Do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hung tinh, sự tác động của sao la hầu, làm cho bạn hay bị đau ốm vặt, đa sầu, đa cảm, nhiều muộn phiền, cơ thể thường xuyên khó chịu, ngoài ra cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Sự ràng buộc của hạn diêm vương, làm cho những người mắc bệnh nền, bệnh cũ, rất dễ tái phát, bạn cần chủ động khám, điều trị, và có những biện pháp ăn kiêng, điều dưỡng, tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình đặc biệt không nên chủ quan, lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật, e là sẽ có biến nguy hiểm. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, làm cho các bạn nữ tuổi tân mùi, có dấu hiệu lao lực, bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, thể lực bị suy giảm, thiếu hăng hái trong cuộc sống. Việc giải tỏa tinh thần bằng những suy nghĩ tích cực là điều rất cần thiết cho các bạn nữ tuổi tân mùi trong năm này, bạn nên siêng năm tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, đi du lịch, giúp cho tinh thần được thoải mái, hăng hái, và sáng tạo hơn trong công việc. Đặc biệt, Thầy Gia Cát khuyên các bạn nữ tuổi tân mùi, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn. Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho tuổi tân mùi 1991, nữ mạng, trong năm quý mão 2023 số của tuổi tân mùi, nữ mạng hợp với, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Bạn cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hồn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch, là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi tân mùi, nữ mạng giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút, giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi tân mùi, nữ mạng. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi tân mùi, nữ mạng, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Tân Mùi nữ mạng. Xuất hành theo hướng chính nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023, dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Tân Mùi. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 là tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 nữ mạng. Điều này được lý giải như sau: mệnh của tuổi, lộ bàn thổ, gặp thoa xuyến kim, tương sinh, rất tốt thiên can, tân gặp tân, bình hòa, tốt địa chi, mùi gặp hợi, tương sinh, rất tốt cung, thiên y. Mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi tân mùi, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi kỷ mùi 1979, nữ mạng, để sông đất. Tử vi tuổi tân mùi, nữ mạng năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? tam tai năm 2023, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, các bạn nữ tuổi tân mùi, trong năm quý mão 2023, phạm hoang ốc, lục hoang ốc. Không nên xây nhà, sửa nhà. Tuổi kim lâu năm 2023, năm này bạn phạm kim lâu tử. Nếu làm nhà thì sẽ mang tai họa tới con cái. Con cái ốm đau liên miên, khó nuôi dậy. Thái tuế năm 2023, không phạm hạn thái tuế trong năm quý mão 2023, tuổi tân mùi 1991, nữ mạng cần đặc biệt chú ý tới hạn diêm vương và sao la hầu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn diêm vương đối với tuổi tân mùi, nữ mạng. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát sau, Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu theo đó hạn diêm vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ đặc biệt những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng nhiều ghi chép khác về hạn diêm vương và biển hiện của hạn diêm vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh tuy nhiên bàn về hạn diêm vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ đối với những người bình thường khác khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc làm ăn rất thuận lợi có duyên với của cải bạc tiền hội tụ rất mạnh những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng như vậy hạn diêm vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng khi gặp hạn diêm vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu nếu không chú ý điều trị giữ gìn có thể vong mạng về chầu diêm vương ngao du tiên cảnh đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn hanh thông tài lộc của cải dồi dào sung túc so sánh với hệ thống cửu diệu niên hạn một số hạn khác có biểu hiện rất lệch lạc so với cửu diệu niên hạn nhiều tuổi cửu diệu đại cát nhưng hạn năm lại hoàn toàn ngược lại mặc dù cả hai phần trên cùng nằm trên một cuốn sách đối với hạn diêm vương thì ta thấy có sự thống nhất cao giữa hai hệ thống coi hạn này đối với nữ giới khi gặp hạn diêm vương cũng là năm gặp sao thái bạch nên xấu đối với sức khỏe và tài lộc qua quá trình so sánh như vậy ta thấy được sự phù hợp hay khập khiễng để cùng nghiệm lý, nghiên cứu, tìm ra chân lý đích thực trong biển học vô bờ. Có bốn điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn diêm vương, đối với các bạn nữ tuổi tân mùi, trong năm quý mão 2023. Thứ nhất, đối với phụ nữ mang thai, vận dụng cách giải hạn diêm vương thì cần có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt dinh dưỡng hợp lý. Nên nghỉ những công việc ngoài xã hội, không tham gia làm các việc nặng nhọc nguy hiểm trong gia đình, hạn chế tham gia giao thông nên tới các cơ sở y tế để thăm khám kiểm tra sức khỏe định kỳ ngoài ra cần áp dụng chế độ dinh dưỡng theo lời khuyên của các chuyên gia y tế không nên ăn uống tùy tiện đặc biệt các thực phẩm tính hàn như thịt trâu thực phẩm có độc tố không nên đi viếng tang lại gần tử thi thứ hai cách giải hạn diêm vương đối với những người bị mắc bệnh thì cần chủ động khám điều trị và có những biện pháp ăn kiêng điều dưỡng tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình đặc biệt không nên chủ quan lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật e là sẽ có biến nguy hiểm đây cũng là một cách giải hạn diêm vương rất được xem trọng thứ ba trong những nghiên cứu về cách giải hạn diêm vương đối với những người khỏe mạnh bình thường nên giữ gìn sức khỏe tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc của cải theo phân tích của nhiều chuyên gia lý số thì đây là một cơ hội vàng để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế thương mại công danh sự nghiệp có thể gặp thành quả rất đáng tự hào thứ tư đối với tất cả mọi người thì cách giải hạn diêm vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh đạo đức và làm nhiều việc thiện việc tốt tích thêm phúc đức như vậy, hạn diêm vương căn cứ vào những đặc điểm kể trên thì đây là một hạn vừa tốt, vừa xấu. Xấu đối với một số nhóm người và cực tốt đối với những người khỏe mạnh bình thường. Tuy là như vậy, nhưng khi nghe tên là Diêm Vương, vị thần cai quản âm giới, thì chúng ta vẫn phải cẩn thận, nghe tên này hiện lên những nguy cơ, bất chắc, rất dễ xảy ra. Các bạn nữ tuổi Tân Mùi, trong năm Quý Mão 2023, bị Sao La Hầu chiếu mạng. Sự tác động của Sao La Hầu đối với các bạn nữ tuổi Tân Mùi, trong năm 2023. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm bệnh tật khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Sao này tác hại mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao sao la hầu là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dân sao giải hạn sao la hầu thường thực hiện vào ngày mồng 8 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày mồng 8 tháng 1 âm lịch vì đây là ngày la hầu tinh quân giáng trần. Vận trình từng tháng của tuổi tân mùi 1991, nữ mạng, trong năm 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, đối với các bạn nữ tuổi Tân Mùi có vận trình tài lộc tương đối tốt. Bạn gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán, nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì, quà Tết từ người thân, bạn bè thậm chí là cấp trên của bạn. Về mặt tình cảm trong tháng này cũng rất lý tưởng, hầu hết các bạn nữ đang còn độc thân sẽ tìm được tình yêu trong dịp Tết này. Vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi có nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau, tình nồng, ý thắm, cả hai gắn bó khăng khít không rời. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với tuổi tân mùi 1991, nữ mạng. Các bạn nữ tuổi tân mùi, bước sang tháng 2 âm lịch, có vận trình tài lộc cũng khá lạc quan. Được thúc đẩy bởi các ngôi sao cát tinh, thanh long và thiên phúc, nhiều người có thể nhận được phần thưởng trong tháng này. Trong tháng có tam hợp phù trợ, giúp cho các bạn đang làm bên các lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, gặp nhiều thuận lợi, đạt được nhiều thành tích tốt. Ở cuối tháng, bạn có thể được nhận thưởng, hoặc được xếp khen ngợi. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, đối với tuổi tân mùi 1991, nữ mạng. Vận trình của các bạn nữ tuổi tân mùi, bước sang tháng 3 âm lịch, phát triển tương đối mạnh mẽ với sự giúp đỡ của kim quỹ bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân quý nhân sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn có được hướng đi mới mẻ ngoài ra còn giúp cho bạn xử lý được những vấn đề khó khăn mà bạn đang gặp phải tài lộc của bạn cũng có thể được cải thiện khi có quý nhân phù trợ bạn nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội để thể hiện bản thân thật tốt tuy nhiên mặt khác với các bạn nữ tuổi tân mùi cũng nên chú ý lời nói và việc làm của mình dù may mắn đến mấy cũng không nên quá phô trương kiêu ngạo nếu không sẽ bị người khác ghen ghét đố kỵ và gây ra cho bạn gặp phải những rắc rối Ngoài ra trong tháng này, các bạn nữ tuổi tân mùi cũng cần chú ý an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông và đi lại, để cao cảnh giác để tránh tai họa ập đến. Vận trình tháng tư âm lịch 2023, đối với tuổi tân mùi 1991, nữ mạng. Bước sang tháng tư âm lịch. Do bị ảnh hưởng của các hung tinh, cùng với sao la hầu quấy nhiễu, làm cho tinh thần của bạn dễ bị mắc các chứng bệnh, như trầm cảm hoặc suy sụp về tinh thần trong tháng, với một số người có thể chất không tốt, thì tinh thần trong tháng này càng tồi tệ hơn. Bên cạnh đó, tiểu nhân quấy phá làm cho bạn không có sức lực để tập trung vào công việc, làm việc thiếu đi nhuệ khí. Điều này dễ dẫn đến năng lượng tiêu cực và những điều xui xẻo liên tục đeo bám. Vì vậy, các bạn nữ tuổi Tân Mùi nên điều chỉnh lại bản thân trong tháng này, đừng để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến tài vận của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng Bước sang tháng 5 âm lịch, các bạn nữ tuổi Tân Mùi bị ngũ quỷ là hung tinh tác động, một số người có tính tình nóng nảy hơn hẳn, sẽ không tránh khỏi cãi vã hay xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vụn vặt. Trong tháng có điểm báo gặp chuyện thị phi, tâm trạng nhiều muộn phiền, do đó nhân duyên của các bạn nữ tuổi Tân Mùi cũng gặp nhiều khó khăn. Các bạn nữ tuổi Tân Mùi nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng, nóng nảy của mình, chớ nên kiêu ngạo, nếu không sẽ dễ rước họa vào thân. Công việc gặp trở ngại, cho nên tài lộc của bạn bị tổn hao là điều khó tránh khỏi. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, sự nghiệp của các bạn nữ tuổi Tân Mùi phát triển tương đối mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ của các tinh như Nguyệt Tài, Thiên Phúc giúp cho bạn có nhiều cơ hội về việc làm để gia tăng thu nhập cho mình. Đồng thời, hiệu quả công việc cũng được cải thiện, bạn có thể thoải mái hơn với bất cứ việc gì mình làm. Vì vậy, nếu có thể làm việc chăm chỉ hơn trong tháng này, chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả ngoài sức tưởng tượng của mình. Những bạn kinh doanh buôn bán cũng gặp nhiều may mắn, tài lộc không ngừng đổ vào túi. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch vận trình sức khỏe của các bạn nữ tuổi Tân Mùi khá tốt. Dưới sự hộ mệnh của Thiên Mã, hồng ân, thể chất và sức khỏe của bạn rất ổn định, về cơ bản sẽ không có bệnh tật hay cảm lạnh. Không chỉ vậy, các bạn nữ tuổi Tân Mùi cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, sung sức, làm việc gì cũng dễ dàng, công việc có nặng nhọc đến đâu cũng không quá vất vả đối với bạn, điều đó giúp cho bạn vận hành công việc một cách trơn tru hơn và đạt được hiệu quả cao hơn. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng. Trong tháng 8 âm lịch với các bạn nữ tuổi Tân Mùi có các mối quan hệ xã giao được cải thiện đáng kể. Với sự trợ giúp của sao tử vi cắt tinh, hoa cái, sức hấp dẫn của bạn với những người khác rất thịnh vượng, bạn có thể gặp được những người tốt và thiết lập các mối quan hệ hòa hảo, có lợi cho đôi bên. Bởi vậy, đây sẽ là một tháng tốt để cho các bạn tuổi tân mùi phát triển và mở rộng mối quan hệ của mình, bạn có thể đi ra ngoài, tham gia nhiều hoạt động để gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Với các bạn nữ tuổi tân mùi cũng đang phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Bạn có cơ hội được cấp trên cất nhắc, điều này sẽ giúp cho tài lộc của bạn được khởi sắc. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023, đối với tuổi tân mùi 1991, nữ mạng bước sang tháng 9 âm lịch, về phương diện tài lộc của các bạn nữ tuổi tân mùi có phần xa sút Đây là tháng sung của tuổi bổn mạng, cho nên công việc của bạn gặp nhiều trở ngại, có sự tổn hao về tiền bạc, tài sản. Trong tháng này, ham muốn tiêu dùng của một số người sẽ tăng lên, bạn thường tiêu dùng một cách phi lý trí trong cuộc sống, bất kể có cần hay không, chỉ cần gặp phải thì sẽ tiếp tục mua những thứ mình thích. Bởi vậy, Tử Vi khuyên các bạn nữ tuổi Tân Mùi nên có kế hoạch trong việc quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý và không được quá xa hoa, nếu không sẽ làm cho tài vận của bạn bị giảm sút. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch, các bạn nữ tuổi Tân Mùi có vận trình tình cảm khá tốt. Vận đào hoa khởi vượng, với sự trợ giúp của các cát tinh, làm cho mối quan hệ giữa bạn và người bạn đời của mình trở nên ngọt ngào, thân thiết hơn. Tam hợp trợ mệnh cũng sẽ giúp cho những người đang yêu có cơ hội thăng cấp trong tình yêu, đây là giai đoạn tình cảm đã chín muồi và một cái kết cho bạn là hạnh phúc không gì bằng với một đám cưới rực rỡ. Ngoài ra, tháng này với các bạn nữ tuổi Tân Mùi nên chú ý một chút, có thể xảy ra xung đột lợi ích với bạn bè, người thân, bạn cũng nên biết cách giải quyết hài hòa. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng Bước sang tháng 11 âm lịch với các bạn nữ tuổi Tân Mùi, không chịu tác động lớn của các hung tinh, về cơ bản vận trình tổng thể của bạn khá ổn định. Tháng này, bạn gặp được thiên phúc trợ mệnh, công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, người làm công an lương nên cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, bạn có thể sẽ nhận được sự quan tâm từ cấp trên, bạn cũng sẽ nhận được những phần quà, những lời khen ngợi cho những nỗ lực của mình. Đối với những bạn kinh doanh, buôn bán thì việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp được nhiều thuận lợi, các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan, tài lộc cũng được dũng dĩnh trong tay. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 đối với tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch, đây là tháng cuối năm Quý Mão, đối với các bạn nữ tuổi Tân Mùi sẽ tương đối bận rộn. Thời điểm cuối năm đang đến gần, với bạn sẽ trở nên bận rộn hơn, công việc tại cơ quan và cả công việc nhà làm cho bạn gặp nhiều áp lực. Đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, tuy có phần vất vả, nhưng công việc của bạn diễn ra được thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít, điều này sẽ tạo động lực cho bạn cố gắng hơn nữa. Các bạn làm công ăn lương có cơ hội nhận được tiền lương, tiền thưởng hậu hĩnh cuối năm cũng giúp cho bạn thoải mái hơn, an tâm hơn về tình hình tài chính của mình. Nhắc nhở các bạn nữ tuổi Tân Mùi cũng nên chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng để bản thân quá lao lực mệt mỏi, ốm bệnh lại ảnh hưởng đến tiến độ công việc và các nguồn thu tài lộc của mình cuối năm. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình chúc các bạn bình an may mắn hạnh phúc và thành công xin chào và hẹn gặp lại